Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với giải đấu VCS 2024 mùa xuân. Bắt đầu làm đội trưởng thay Johnson thì ban huấn luyện đã cân nhắc, anh em tin tưởng, hy vọng có chiến thắng đầu tay. Ngay lập tức Hiếu nằm xuống sân khấu được dựng lên bởi Tài. Không bao lon dành cho các thành viên Team BBE. Hockey muốn ép nhà. Người ở đây là mấy giờ xong? Dạ. Ở đây thì mấy giờ? 9:30 sáng. 9:30 sáng. À. Tối qua mấy giờ ngủ? Em 12 giờ. À, cũng được. 12 giờ đến 3 sáng. Ê, cái quả này. Nhớ nha em. Rồi, tao nhớ rồi. Đi xuống đi. Nướng mày. Ừ, biết mày lần rồi. Đúng rồi. Hello, tới luôn. Chọn cách an toàn hơn. Nhân dịp em đánh trận đầu nhảy bài chơi. Nữa, cái quậy. Ừ. Ủa gì vậy? Nãy đi mọi người góp cho anh. Ừ. Chỉ có 10.000 vậy. Bị vô công tới đó thôi. Cái giấy. Chứ sao? Đừng chết cho Tuy ơi. Nghe đúng không? Tuy ơi. Tao đi ăn rồi. Đánh lục lăng nhưng mà đứng chung nhỉ. Bây giờ mùa này thì theo như thông báo là bạn Tóc Ghi sẽ là đội trưởng. Đúng không? Thì bạn cảm giác như thế nào khi mà Tóc Ghi thay thế bạn làm đội trưởng của MV? Vui lắm. Thực ra thì đối với mình thì việc bổ nhiệm Froggy làm đội trưởng thì điều đó khá là xứng đáng, bởi vì Froggy từ những bên ngoài cho tới trong game đều hoàn thành rất là tốt. Hôm nay là mình đánh với lại đội hình của Rainbow Warrior, thì bạn đánh giá như thế nào về đối thủ này? Thực ra thì tuần đầu tiên theo mình thấy thì cảm giác khá là nhẹ hơn so với những tuần sau, bởi vì đội hình Rainbow mình đã chiến thắng họ 2-0 ở vòng thăng hạng rồi. Đối thủ dễ đúng không? Yeah. Mùa này bạn phải cạnh tranh với lại Phúc Ghi. Không biết là ở trong team nội bộ MVP á, làm sao để biết được là không đường giữa hai là người đánh chính á. Đa số chọn mid là do Nguyễn Minh Hào. Nguyễn Minh Hào thích chơi ai là chọn đó. Đúng không? Mày quyết định đúng không? Ngu nghĩ sao về cái thể thức solo mới của VCS để chọn bên đó nhá mà. Em nghĩ khá là hay. Phù hợp hành dành cho em. Vậy nếu như mà em là người để đánh solo ở trong ngày hôm nay, ví dụ mà có gián ba thì em chọn ai? Chắc em luôn á. Em luôn. Nhưng mà em dự bị mà. Kiểu gì? Em ra quýnh, em quýnh luôn. À ok. Rồi. Bây giờ 3 là em quýnh. Dạ Phúc Ghi, mùa này thì đội MV giới thiệu bạn là đội trưởng của team để thế cho bạn Son. Thì không biết là cảm giác của bạn như thế nào? Bắt đầu làm đội trưởng hay John Son thì chắc ban huấn luyện đã cân nhắc. Kỹ. khó hả? Đấy là trước mà từ trước bây giờ là có làm đội trưởng bao giờ chưa? Lúc trước thì cũng có thử làm đội trưởng ở bên AKB một mùa. Mùa này thì cũng được anh em tin tưởng, thì hy vọng sẽ làm tốt hơn. Mình thấy là người đội trưởng thì cũng hay người con chính, thì bạn có phải là người kêu gọi chính không? Mình nghĩ đội trưởng không nhất thiết phải là người côn chính ở trong game. Ở trong game thì mình ai cũng thế là người đưa ra quyết định chung của cả team. Nói chung là MB là kiểu dân chủ, còn ai cũng có. Đúng rồi, ai có quyền nói. Bây giờ mình cũng hỏi bạn đánh giá đối thủ của đội mình ngày hôm nay là Rainbow Vio như thế nào? Rainbow cũng khá nhiều thành viên thi đấu nhiều năm ở VCS. Mình nghĩ kinh nghiệm của họ cũng nhiều nên tụi mình sẽ cẩn thận để có chiến thắng đầu tay. Ở trong đội hình của Rainbow thì họ có tới 3 xạ thủ. Mình muốn đấu với xạ thủ nào nhất? Mình thì mình nghĩ là đấu với ai cũng được, quan trọng là team mình kiểu vận hành như thế nào, rồi kiểu mình biết mình là được, biết mình biết ta nữa. Ba người đó là ai cũng chơi đúng không? Dạ. Nhưng mà bạn nghĩ hôm nay là họ sẽ dùng ai? Mình nghĩ là chắc là Easy lắm. Nhưng mà thực tế là dùng ai nãy mà mình quên này? Thực tế là dùng Killer. À Killer hả? Ok. Hôm nay thì ở bển cũng có một người đồng đội cũ của bạn ở game, đó là Ozin. Thì bạn cảm xúc như thế nào khi mà gặp lại người đồng đội cũ này hôm nay? Mình nghĩ là cảm xúc thì cũng bình thường thôi. Giờ chắc đối thủ với nhau thì kiểu cũng thi đấu hết mình thôi.
Có nhắn gửi gì tới Jin không? Cố lên. cố lên. Cảm ơn Sitai. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với giải đấu VCS 2024 mùa xuân. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận đấu thứ hai giữa hai đội tuyển Rebel Warriors và MGN Blue Esports. Và ván đấu đầu tiên của cặp đấu thứ hai trong ngày khai mạc chính thức bắt đầu. Biến về nhưng vẫn có chiến công đầu dành cho Ash. Zodiac không còn đường về, anh ta nằm xuống ngay lập tức. Còn tấp biến với anh ta là chiếm rất nhiều sân đường Hiếu nằm xuống, tấp biến thêm với Son. Son có được một điểm chấm dứt đủ sát thương. Còn Zodiac bắn là đủ. Nhiều sát thương ở đội trên lại có đánh nhau. Lại cố gắng đến từ Son. Đó là Son tiếp tục hát kim thuật đến từ gì. Tài đang bắn Froggy quá trâu. Một không dành cho các thành viên của MB. Một không dành cho MB, một trận đấu mà rõ ràng họ cho thấy rằng họ vẫn là đội trên cơ so với Rebel Warrior. Chúng ta sẽ cùng bước tới ván thi đấu thứ hai. Có tấn công Killer bắn rồi, Spy đang xuống chiếc cơ đầu dành cho Killer. Xung quanh tắc cấp độ 3 đã có rồi. Ui, là điều cây chỉ là con na tí nị mà thôi. Tí nị những màn hoa biển ngạn đỏ hồi ước đau thương. Biển ngạn vàng vĩnh viễn không gặp lại. Biển ngạn trắng sự tình nghĩ. Biển ngạn xanh hy vọng tương lai sẽ gặp lại. Tôi có những nguyên tắc. Tôi không muốn một đời người ta đứng trên đỉnh. 我只是三年就是想等一个机会。Sức bay ta đã cứng rất nhanh, cấp chú chơi của màu tung ra để mượn đường. Con rồng này sẽ là phần thưởng cho một pha chanh hợp lý đến từ MVP. Chiến thắng chúng ta góc này là góc đẹp hoa từ đường sử dụng thì vẫn tất nhiên tung ra nhưng chưa cuối cực kỳ đẹp đến từ Rio Kai. Kỳ đang bắt đầu lên tiếng. Và Rio Kai đang giúp cho Rocky lấy tất cả cuối cùng và quét sạch ở động đất. Không phải đây là bọn anh đã đi lên. Rocky muốn end nhà và Zodiac anh ta hỗ trợ dành cho Rocky và chiến thắng dành cho Emi. Một chiến thắng rất tuyệt vời bùng nổ nữa đến từ cả hai bên. Tao là rồi. Đại ghế lại đi. Tao nói con, đại ghế lại đi. Tắt đi mặt đi máy khi ra dọn rác trên bàn luôn. Người nhặt cái đi. Thì lấy coi giữa đi. Quả chân nhập.